Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào mừng quý vị đến với chương trình chào buổi tối trên kênh truyền hình YouTube Việt Nam 1 do Hương Giang phụ trách và chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ hai đầu tuần ngày 15 tháng 1 và được truyền trực tiếp từ hệ thống truyền thông Kali Today và sở dĩ Hương Giang lên trẻ chương trình này và à, tường tường trình trực tiếp là Hương Giang chờ cái bài phát biểu của ông Donald Trump sau chiến thắng vòng sơ bộ gọi vòng sơ bộ nhưng mà đúng ra đó là chiến thắng họp kín ở Iowa đầu tiên sự kiện căn cử đầu tiên ở nước Mỹ và thưa quý vị đây sẽ là bản tin chính trong ngày hôm nay ngoài ra bên cạnh đó còn một số tin tức hương giang muốn chia sẻ với quý vị như thường lệ nhớ đến đâu chia sẻ đến đó và quý vị biết là quý vị nào mà đang ở quanh vùng vận San Francisco của chúng tôi, đặc biệt là quý vị nào thường xuyên đi lại, giao thông đi lại đi làm ở trên xa lộ 101 thì quý vị nhớ là nhà chức trách vào ngày hôm nay thông báo là từ thứ ba tức là từ ngày mai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu trong 4 ngày tới thì xa lộ 101 kể cả hướng bắc và kể cả hướng nam thì sẽ bị giảm À, làng xe để nhà chức trách sửa đường gọi là maintain theo định kỳ quý vị biết là từ đường số 13 cho đến đường Solai uh, shoreline ở à, uh, Mountain View đó là cái đoạn mà xa lộ 101 sẽ bị đóng bớt làng cả hai làng một là làng trong cùng và thứ hai là làng ngoài cùng để sửa chữa cho nên quý vị nào thường xuyên đi lại đi làm trên xa lộ 101 từ cái đoạn đường 13 cho đến là Solay ở Mountain View thì quý vị để mắc ý là nếu như đi làm hãy quý vị nhớ là cho thêm thời gian để tránh bị kẹt xe, để cộng thêm cái giờ bị kẹt xe và sửa đường sẽ bắt đầu từ 4 từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Đây là cái thông tin mà Hương Giang muốn nhắc nhở quý vị nào ở vùng vận San Francisco và đi làm ở trên xa lộ 101. Bên cạnh đó quý vị biết là vào hôm chủ nhật vừa qua thì đã có một vụ rơi khinh khí cầu hot balloon ở Arizona làm 4 người bị thương thiệt mạng và một người khác bị thương, bị thương rất là nặng và quý vị biết là cái khinh khí cầu này bị gặp nạn vào vào tai nạn vào lúc khoảng 5 giờ a à trước 8 giờ sáng ngày chủ nhật và trên chiếc khinh khí cầu này thì có đem theo 13 hành khách, 13 người này là kể cả phi công và phi công cũng bị tử nạn À, trong 13 người này, ngoài phi công thì có 8 người là tham gia nhảy dù, những vận động viên nhảy dù và 4 người còn lại là những hành khách đi trên cái kinh khí cầu này để ngắm cảnh. Mà quý vị biết là trong đó một người bị tử vong là từ vùng vịnh San Francisco của chúng tôi ở Cúp Cupertino và mới có 24 tuổi thôi. Bây giờ quý vị biết là khinh khí cầu vẫn bay bình thường cho đến sau khi mà 8 vận động viên nhảy dù đã ra khỏi khinh khí cầu và bung dù thì khi đó khinh khí cầu mới bắt đầu có dấu hiệu là bị rơi. Và các nhân chứng cho biết là khi mà rơi xuống đó thì là cái cái bong bóng của khinh khí cầu lúc phồng lên lúc xẹp xuống nhà chức trách hiện nay thì đang điều tra và nhà chức trách địa phương cũng như là phối hợp hợp tác với nhà chức trách liên bang để điều tra nguyên nhân dẫn ra cái vụ tai nạn này và quý vị biết cho đến giờ thì một nạn nhân nạn nhân thứ năm vẫn đang nằm trong bệnh viện ở trong tình trạng nguy kịch một người thì bị tử vong ngay tại hiện trường còn ba người khác thì qua đời sau khi được đưa vào bệnh viện hết sức là đau lòng và trong đó thì như hương nhân nói là có một nạn nhân tại thành phố Cupertino ở ngay trong phía nam vịnh San Francisco của chúng tôi và à, ngày hôm thứ bảy thì có lẽ là quý vị cũng đã theo dõi được cái bầu cử tại Đài Loan, sở dĩ một cái hòn đảo rất là nhỏ này cho đến giờ vẫn chưa có độc lập chính thức độc lập khỏi Trung Quốc lại thu hút sự chú ý của quốc tế đến như vậy bởi vì nó rất là quan trọng, đây được xem là một nền dân chủ khá lớn tại Châu Á và kết quả là như thế nào ông Lại Thanh Đức hay là William Lai hay là Lai Trinh Tựa, ông đã đắc cử vào ghế tổng thống của Đài Loan, tức là sẽ kế nhiệm bà Thái Anh Văn. Và ông hiện nay là đương kim phó tổng thống và ông sẽ à, tuyên thệ nhậm chức vào tháng 5 năm nay. Và đây là một chiến thắng lớn cho đảng Dân Chủ cấp tiến ở Đài Loan. Như Hương Giang chia sẻ với quý vị là Hương Giang có mặt ở Đài Loan trước khi mà bầu cử diễn ra. Không khí tranh cử hết sức là sôi động. Và quý vị biết là các ứng hai ứng cử viên, đúng ra là ba ứng cử viên, nhưng mà hai lớn nhất là của đảng màu xanh Green và màu xanh Dương. Đó là bên ứng cử viên theo tưởng dưới thạch. Và quý vị biết là cái chiến thắng của ông lại Thanh Đức lần là nó làm cho trung quốc sẽ đau đầu và nó gia tăng những cái đe dọa từ trung quốc bởi vì ông lại thanh đức là cùng đảng cùng đảng dân chủ cấp tiến với bà thái anh văn mà trong suốt những năm nhiệm kỳ của bà thái anh văn thì đài loan đã có những cái bước đi quyết liệt tách rời khỏi trung quốc và trung quốc tại trung quốc tại bắc kinh thì cho rằng cái chiến thắng của quý vị biết là nó có thể tiếp tục tức là trung quốc sẽ gia tăng cái sự đe dọa đối với Đài Loan và sau khi mà đắc cử thì ông Lại Thanh Đức có một bài phát biểu và giọng ông nhẹ hơn lúc tranh cử và ông cho biết là ông muốn hướng tới nối lại những cuộc đối thoại với nhà chức trách Trung Quốc và cái kết quả thì nó không có đem lại sự hài lòng cho Trung Quốc cũng như là phía Hoa Kỳ bởi vì phía Hoa Kỳ thưa quý vị họ âm thầm đứng đằng sau ủng hộ Đài Loan nhưng mà cái chính sách là một Trung Quốc đã được Hoa Kỳ thỏa thuận với Trung Quốc trước đây cho nên bất cứ đời tổng thống nào cũng phải theo cái chính sách này nhưng mà phía sau lưng thì âm thầm hỗ trợ hỗ trợ Đài Loan và bây giờ chúng ta quay trở lại tình hình chính trị Hoa Kỳ quý vị biết là bây giờ đã có rất là nhiều con mắt đang đổ dồn về rõ ra bởi vì cái cuộc điều cái cuộc truy tố ông Donald Trump cùng với một số đồng minh khác tổng cộng là 19 bị cáo mà cho đến giờ đã có 4 bị, bị cáo đạt được thỏa thuận nhận tội. Như vậy chỉ còn 15 người mà thôi, trong đó kể cả ông Donald Trump. Bà Fanny Wallace, biện lý quận Fulton, là một người được xem là một công tố viên giàu kinh nghiệm và rất là cứng rắn. Từng bước đi một trong cái cuộc truy tố của bà rất là chắc nhưng mà mới đây thì theo cái cáo buộc của một trong những bị cáo đó là Michael Roman cho rằng là bà Fanny Willis đã có cái mối quan hệ tình ái, mối quan hệ lãng mạn với công tố viên đặc biệt được bà mướn về đó là ông Nathan Wade. Mặc dù Nathan Wade không có kinh nghiệm về truy tố tội phạm có tổ chức cũng như không có kinh nghiệm về truy tố những cái tội đại hình lớn. Nhưng mà tại vì Hai người này hẹn hò với nhau và đây là người tình của bà Fanny Wallace cho nên bà đã mướn ông Nathan quay về và chính vì vậy mà cái thấn nguyện của Michael Roman yêu cầu tòa tòa ở đây là ông uh, Arthur uh, ông Scott McAfee, McAfee là bãi bỏ cái truy tố. Bây giờ ở bên ngoài, cộng đồng Việt Nam mình, đặc biệt là những cái cử tri mà ủng hộ ông Joe Biden những cử tri chống ông Donald Trump thì bây giờ họ đang Thưa quý vị, có một sự xáo trộn. Liệu tòa có đứng về phía ông Roman để bãi bỏ cái bản truy tố dành cho ông Roman hay không? Nếu như mà chứng minh được là quả thật, bà Fanny Willis có quan hệ tình ái với ông Nathan. Thưa quý vị, trong cái phiên điều trần mà diễn ra vào tuần trước, chúng ta thấy rõ ràng là cái việc này nó sẽ không có diễn ra. Tức là đã có bằng chứng cấu thành tội phạm thì bản truy tố vẫn diễn ra, tố tụng hình sự vẫn diễn ra. Nhưng mà ông McAfee, ông đồng ý là sẽ tổ chức phiên điều trần vào tháng 2 để cho là các luật sư của bên bị cáo, tức là bên Roman, có thể điều tra là liệu cái cáo buộc là bà Penny Wallace với ông Nathan Way có thật hay không? Và nếu như có thật thì liệu có nên tước cái cái tư cách công tố viên của bà Fanny Willis ra khỏi cái vụ này hay không? Quý vị phải nhớ hai vấn đề này là hoàn toàn khác nhau. Tức là truy tố vẫn còn đó, không có chuyện là bãi bỏ truy tố. Bởi vì chứng cớ đã có những cái thủ tục, thủ tục tố tụng, tức là thủ tục tiền thẩm, nó đang diễn ra. Mặc dù Roman không có nhận bảy tội danh trong cái bản truy tố bản cáo trạng truy tố ông ta nhưng mà nếu bất cứ quý vị biết bất cứ một cái phán quyết nào mà tòa đưa ra thì nó không chỉ có ảnh hưởng đến ông Roman mà nó có, có thể là ảnh hưởng đến 14 bị cáo còn lại. Bây giờ phía bên ông Donald Trump, luật sư của ông Donald Trump họ tỏ ra hết sức là thận trọng. Họ bảo chờ cho đến bao giờ mà bà Fanny Willis hồi đáp lại cái thỉnh nguyện của ông Roman thì khi đó họ mới tính tiếp bởi vì những cái cáo buộc ở trong cái thỉnh nguyện của ông Roman là những cái cáo buộc hết sức là quan trọng. Mặc dù ông Roman thì không có đưa ra được bất cứ chứng cớ nào để hậu thuẫn những cái cáo buộc của mình. Và quý vị quý vị biết là cho đến giờ thì ông Nathan Way vẫn chưa có lên tiếng và bà Fanny Wallace trong suốt mấy ngày vừa qua bà im hơi lặng tiếng cho đến tận ngày hôm qua ngày hôm qua là lần đầu tiên bà fanny Willis đã lên tiếng và cũng như ông way trước đây là bà không có không thừa nhận cũng như không phủ nhận nhưng mà quý vị biết là bà fanny Willis ngày hôm qua bà đã có bài phát biểu trả tại một nhà thờ một ngày trước ngày lễ martin luther king và Hương Nhân nhắc lại, quý vị nào ở Mỹ thì quý vị biết là ngày hôm nay là ngày Martin Luther King, tức là ngày lễ của quốc gia. Những quý vị nào mà làm cho chính phủ, chính phủ liên bang hay là chính phủ tiểu bang thì quý vị được nghỉ vào ngày hôm nay, nghỉ làm vào ngày hôm nay. Và trong bài phát biểu thì bà Fanny Wallace, bà đã nói gì, quý vị biết là câu đầu tiên bà nói, tôi hy vọng tuần này sẽ không giống những gì tôi đã trải qua. Điều đó có nghĩa là bà Fanny Willis thừa nhận là tuần trước khi mà tin tức bung ra ngoài, khi mà cái thỉnh thỉnh nguyện này được đệ lên tòa thì đó là cái giây phút, những giây phút rất là khó khăn với bà. Và quý vị biết là à, bà Fanny Willis trong cái bài phát biểu của trong cái bài phát biểu của mình thì bà cho biết là trong cái vụ truy tố ông Donald Trump và các bị cáo khác các đồng phạm khác thì bà có mướn tổng cộng là ba công tố ba luật sư từ bên ngoài họ đều là những người rất là tốt bà đã mướn ba người và tất cả đều được trả lương ở mức độ giống nhau nhưng mà chỉ có riêng ông nathan way là bị tố cáo trục lợi tài chánh và được trả hàng trăm ngàn mỹ kim để thay bà truy tố vụ án đó là gửi lời cáo buộc từ roman nhưng mà quý vị biết là bà fanny Wallace thì bà cho biết là ba người mà bà mướn ở bên ngoài ba luật sư họ đều là những luật sư ngôi sao trong đó có một nữ luật sư người mỹ trắng một người phụ nữ mỹ trắng một người bạn tốt và là một luật sư tuyệt vời một ngôi sao rồi bà cũng cho biết là bà mướn một người đàn ông mỹ trắng rất là giỏi một người bạn của tôi và một luật sư có tài và tôi cũng mướn một người đàn ông mỹ gốc phi tức là nathan wade cũng là một siêu sao cũng là một ngôi sao khác và cũng là một người bạn và cũng là một luật sư tuyệt vời nhưng mà tại sao người ta chỉ có đưa nathan wade ra tức là bà cho biết bà trong cái vụ truy tố này bà mướn tổng cộng là ba luật sư rất là giỏi một nữ luật sư người mỹ trắng một nam luật sư người mỹ trắng và một nam luật sư người mỹ gốc phi tức là ông Nathan Whey. và ba người này theo bà fanny willis là được trả kim mức giống nhau nhưng mà quý vị biết là theo cáo buộc của ông Roman thì từ năm 2022 cho đến năm nay thì Nathan Way đã được trả cái số tiền là 600 mấy chục Mỹ Kim và cáo buộc là Nathan Way đã dùng cái tiền này để đưa Fanny Willis đi chơi, đi chơi cùng Fanny Willis đi Napa California, đi Florida hoặc là đi uh, cruise ship ở Caribbean và quý vị biết là phía bên Roman thì cho rằng là họ sẽ chứng minh trước tòa được là bà Fanny Willis có dính dáng vào cái vụ à uh, ông Nathan Way ly dị và bà Vanny Willis thì bà cũng cho biết là bà đã nhận được trát đòi ra khai ra lấy lời khai nhân chứng vào ngày 23 tháng 1 tức là vào khoảng thư vị còn mấy ngày nữa thôi à, trong cái vụ ly dị được à, diễn ra ở quận Cobb chứ không phải là ở quận Fulton và à, quý vị biết là trong cái bài phát biểu thì bà Fanny Willis bà cũng cho rằng là cái việc mà kỳ thị thì đứng đằng sau những cái công kích, những cái chỉ trích nhắm vào bà và bà cũng chỉ trích bà Marjorie Taylor Greene à, Quý vị còn nhớ là Hương Nhân chia sẻ với quý vị là bà Marjorie Taylor Green đã đề đơn à, đã đề một cái thỉnh nguyện lên à, thống đốc của tiểu bang Georgia là ông Brian Kemp cùng với à, tổng biện lý của tiểu bang Georgia yêu cầu là phải mở cái cuộc điều tra về bà Fanny Willis để tước cái quyền tước cái tư cách công tố viên của bà Fanny Willis. À, quý vị quý vị biết là chúng ta thấy rõ ràng là ông Quay cũng như bà Fanny Willis thì họ không có từ không có bác bỏ mà cũng không có thừa nhận về cái mối quan hệ của mình. có vẻ như là có nhưng mà trong bài phát biểu ngày hôm nay ngay từ đầu thì bà Fanny Willis cũng bảo rằng là thừa nhận là bà tôi có thiếu sót và tôi không có toàn hảo đó là nguyên văn của bà nói cho nên quý chúng ta chờ xem trong vài tuần nữa chúng ta chờ xem xong thứ nhất là chúng ta chờ xem xem thử là phía văn phòng biện lý quận Phú Tân họ sẽ hồi đáp cái thỉnh nguyện của ông Roman như thế nào và họ cho biết là họ sẽ à, giải quyết vấn đề này tại tòa và sau khi có cái hồi đáp chính thức từ bà Fanny Wallace thì chúng ta sẽ có thể thấy được những cái phản ứng chẳng hạn như là từ phía luật sư của ông Donald Trump. Liệu họ có quyết định là sẽ trôi tức là cùng tham gia với ông Roman hay không? Và tiếp đến là chúng ta cần theo dõi là cái phiên điều trần sẽ diễn ra vào tháng 2 và nó đi đến đâu. Nhưng mà như một lần nữa Hương Giang cho quý vị hay là quý vị nào mà nghĩ rằng là với cái với cái mối quan hệ tình cảm này của bà Fanny Willis với công tố viên đặc biệt Nathan Way như vậy thì những cái cáo buộc trong cái vụ tội phạm có tổ chức có thể là bị bãi bỏ cái điều này hoàn toàn không có cơ sở có thể là cái truy tố này nó rơi vào tình trạng bất ổn trong một thời gian nhưng mà quý vị biết bà Fanny Willis cho dù bà có bị tước tư cách công tố trong cái vụ này đi chăng nữa tức là bà bà không bà bị đá ra khỏi cái vụ này đi chăng nữa thì công tố viên vẫn còn đó và cái vụ này là cái vụ đã có quý vị biết là như như hương nhân nói những cái thủ tục về tố tụng tiền thẩm nó đã bắt đầu rồi cho nên thuyền đã lên sóng. Quý vị biết là thuyền đã lên sóng cho nên không có cái chuyện mà rất là khó cho có chuyện là những cái cái truy tố này bị bãi bỏ. Nhưng mà ở bên ngoài thì cho rằng giới giới quan sát pháp lý thì họ cho rằng là cái cách tốt nhất là bà Fanny Willis nên rút lui khỏi cái vụ này để cho cấp dưới của mình đảm nhận cái việc truy tố ông Donald Trump cùng mười mấy đồng phạm khác. Bởi vì nói gì thì nói về vấn đề đạo đức thì nó có thể ít nhiều nó làm hoen ố đến cái vụ này. Đó là giới quan sát rất là nhiều luật sư, kể cả những luật sư cấp tiếng họ đề nghị như vậy. Nhưng mà chúng ta chờ xem. Và quý vị biết là ngày 10 ngày mai là ngày mà cái phiên xét xử cái vụ kiện dân sự của bà Y e. đối với ông Donald Trump vụ kiện về Mạ Lị sẽ bắt đầu. Và quý vị còn nhớ là hồi tháng 5 năm ngoái thì bà Y e. đã được một bồi thẩm đoàn ở Manhattan phán quyết là bị ông Donald Trump mà dở trò sàm sỡ hay là lạm dụng tình dục và bắt yêu bắt ông Donald Trump phải bồi thường là 5 triệu Mỹ Kim đó là cái vụ kiện dân sự thứ hai vụ kiện dân sự đầu tiên được bà Y Caro Carroll đệ đơn vào năm 2019 và cái vụ này thì nó bị uh, trì hoãn nó bị suspend nó bị đình hoãn và ngày mai sẽ quay trở lại nhưng mà sau khi mà có cái phán quyết từ bồi thẩm đoàn ở Manhattan À uh, cho rằng là Donald Trump đã không có hãm hiếp bà Yichin Jean Carroll nhưng mà có dở trò sạm sỡ, có lạm dụng tình dục thì ông Donald Trump vẫn tiếp tục rêu rao là bà Yichin Jean Carroll đã dựng chuyện và chính vì vậy mà bà đã xin được tòa là đưa những cái lời đó của ông Donald Trump vào cái vụ kiện này và tăng cái mức đòi bồi thường thiệt hại lên 10 triệu Mỹ Kim và phiên tòa sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày mai. Và tuần trước thì phía ông Donald Trump đã đệ đơn lên tòa yêu cầu tòa cho hoãn một tuần, hoãn phiên xét xử một tuần với lý do là ông Donald Trump phải đi lại cùng với gia đình để tham dự đám tang của mẹ vợ bà Melania Trump trong suốt thời gian vừa rồi im hơi lặng tiếng là do bà chăm người mẹ bị bệnh và bà mẹ của bà Melania Trump hay là mẹ vợ của ông Donald Trump thì vừa mới qua đời và tang lễ sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 1. Nhưng mà quý vị biết là phía ông Donald Trump họ bảo rằng là ông Donald Trump ngày 17 18 thì phải đi lại để mà tham dự tang lễ của vợ cho nên à, mẹ vợ cho nên là yêu cầu được khoảng một tuần. Nhưng mà ông tòa thì ông đã không có đồng ý. Ông tòa thì ông đưa ra ông ở đây là ông Kaplan ông đưa ra à, cái quyết định là nếu mà làm như vậy hoãn lại một tuần có nghĩa là nó sẽ trì hoãn rất là nhiều thủ tục khác trong đó có thử có thủ tục bồi thẩm đoàn. Và tòa thì cho rằng là phía ông Donald Trump có thể cứ họ cứ lên biện hộ cho thân chủ của họ ngày 16, 17 tức là 18 thì họ kết thúc cái phần biện hộ của họ không có lời khai của ông Donald Trump và tòa sẽ tạm ngưng cho đến ngày thứ hai quay trở lại để ông Donald Trump có thể là tham dự cái tang lễ của mẹ vợ mình và thứ hai ông quay trở lại tòa. Nhưng mà ông Donald Trump thì ngay lập tức đã lên mạng Truth Social để chửi bới ông Kaplan mặc dù nhiều người cho rằng là rõ ràng cái quyết định của ông Kaplan hoàn toàn hợp lý. Và Donald Trump đã chỉ trích bảo Kaplan là được ông Bill Clinton bổ nhiệm do đó đây là một thẩm phán đầy giận dữ một thẩm phán khinh thường khinh suất rất là nhiều từ ngữ mà ông Donald Trump dồn cho thẩm phán này. Nhưng mà ngày hôm à, quý vị biết là ngày hôm thứ bảy thì luật sư của bà Garo đã đệ đơn lên tòa cho tòa hay lưu ý với tòa là phía ông Donald Trump đã không có nêu ra được, đã không cân nhắc gì đến về cái xung à, tức là không có bất cứ cái xung đột về thời gian nào bởi vì ngày 17 tháng 1 tức là phía ông Donald Trump cho rằng là ngày đó ông Donald Trump bận đi lại để dự tang lễ của mẹ vợ nhưng mà ngày 17 tháng 1 là ngày mà ông Donald Trump có một sự kiện tranh cử tại New Hampshire và ông Donald Trump như vậy điều này cho thấy là Donald Trump vẫn có thể sắp xếp lại và bên cạnh đó thì cái thấn thỉnh nguyện mà gửi lên tòa thì phía bên bà Y Chin Carol cũng cho biết là ông Donald Trump đã lên mạng Truth Social đã nói sai sự thật Donald Trump bảo, yêu cỡ, bảo yêu cầu bạn đã bảo rằng là mình chỉ yêu cầu được nghỉ có một ngày thôi hoãn cái phiên tòa chỉ có một ngày thôi nhưng mà tòa là không cho phép điều này hoàn toàn không có cơ sở hoàn toàn không có đúng và như vậy thì ngày mai cái phiên tòa xét xử ông Donald Trump trong cái vụ kiện dân sự đầu tiên của bà Eileen vẫn tiếp tục diễn ra mà quý vị biết là tuần trước thì ông Donald Trump ông tuyên bố là ông sẽ tham dự bất cứ cái phiên Tòa nào về ông trong thời gian sắp tới, mà quý vị biết sở dĩ mà ông Donald Trump tuyên bố như vậy, tại vì ông muốn cho cử tri của mình biết, tức là muốn chứng tỏ mình vẫn, mình mạnh mẽ, mình dám chống lại và mình không có gì sai sự thật sẵn sàng ra đối chất tại tòa tất cả những cái phiên dân sự cũng như là hình sự. Và ngày hôm nay thì à, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin đã ra khỏi bệnh viện sau trong một cái thời gian gần 2 tuần nằm bệnh viện được điều trị sau khi có biến chứng trong cái ca mổ về ung thư tuyến tiền liệt. Và ngày hôm nay thì Ngũ Giác Đài đã gửi ra cái thông báo cho biết là Bộ trưởng à, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng à, đã bình phục và ông cái ung thư tuyến tiền liệt đã được khống chế. Thì quý vị biết trong suốt thời gian vừa qua thì ông Lloyd Austin đã bị chỉ trích rất là nhiều bởi vì các cố vấn và nhân viên của ông đã giấu kín cái chuyện ông bị bệnh vào bệnh viện. Ông bị bệnh và đặc biệt là bị ung thư. Giấu kín tòa bệnh ốc và giấu kín cả ông Joe Biden tức là sếp của ông Lloyd Chính vì vậy mà Cộng hòa nhiều ý kiến cho rằng, đề nghị rằng Lloyd Austin nên bị sa thải. Và quý vị biết là nói về Bộ Quốc phòng, À, trong những ngày vừa qua tuần tuần vừa rồi thì quý vị biết là vào tối thứ năm thì phía bên Mỹ tổng thống Joe Biden đã hạ lệnh là trả đũa cái toán phiến quân Houthi ở Yemen đã bởi bởi vì trong suốt thời gian vừa qua thì Houthi đã tấn công những cái tàu chở hàng thương mại đi qua trên biển đỏ trên Hồng Hải và quý vị biết là hôm gần đây là một giọt nước tràn ly. Quý vị có thể tưởng tượng là hầu thi đã bắn ra hỏa tiễn mà cùng với là phi cơ không mười lái, 18 phi cơ không mười lái cùng với hỏa tiễn. Và đây là một cái cuộc tấn công mạnh mẽ nhất. Chính vì vậy cái giọt nước tràn ly này dẫn tới cái quyết định của ông Joe Biden. Ở bên ngoài thì quý vị biết là không có chỉ MAGA mà kể cả một số các nhà lập pháp dân chủ cấp tiếng thì chỉ trích hành động này của ông Joe Biden. Nhưng mà cá nhân Hương Giang thì Hương Giang lại nghĩ là cái hành động này tương đối chậm. Lý do tại sao? Bởi vì trong suốt thời gian vừa qua ông Joe Biden ấm rất là thận trọng tại vì một bước đi tại Trung Đông có thể là mở rộng cái cuộc chiến nhưng mà thực ra bây giờ không còn kiềm chế được nữa bởi vì hầu thi thấy cái sự im lặng của mỹ mặc dù các quý vị có biết là tàu chiến của mỹ đã đánh trận rất là nhiều hỏa tiễn của hầu thi nhưng mà Joe Biden đến lúc này thì ông không thể nào chần chờ được nữa và ông Joe Lloyd Austin từ trong bệnh viện đã đích thân giám sát cái cuộc tấn công Yemen và Hoa Kỳ cùng với Anh Quốc đã mở đến quý vị biết là tấn công vào khoảng 13 địa điểm. Những cái địa điểm này là những cái địa điểm phóng hỏa tiễn của Yemen, a à, của Houthi. Nhưng mà ngày hôm nay thì Houthi bắt đầu trả đũa lại bằng một cái cuộc cuộc tấn công vào một cái tàu thương mại mà có nguồn gốc từ Hoa Kỳ và à, Houthi lãnh đạo của Houthi tuyên bố là họ sẽ tiếp tục những cuộc tấn công này nhắm vào những cái tàu nào mà xuất cảng xuất bến từ Israel như vậy cái cuộc chiến này chưa có dấu hiệu là chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và bây giờ chúng ta quay trở lại tin tức nóng hổi nhất vào ngày hôm nay chuyện gì xảy ra tại Iowa tại sao vòng sơ bộ ở Iowa không được gọi là sơ bộ mà gọi là caucus bởi vì đây là một cái cuộc họp kín quý vị biết đây là một cái sự kiện gọi là sơ bộ bầu cử sơ bộ đầu tiên ở Hoa Kỳ và nó diễn ra ở Iowa Iowa bao giờ cũng được xem là phát súng đầu tiên và Iowa luôn luôn là cho những cái kết quả bất ngờ và quý vị biết Kết quả tại Iowa thì nó sẽ định hình phần nào cái mùa tranh cử. Năm đó, bây giờ chuyện gì xảy ra tại Iowa vào ngày hôm nay. Quý vị biết là sở dĩ được gọi là hội họp kín mà không phải sơ bộ, bởi vì vòng sơ bộ là bầu cử công khai, người ta có thể tới phòng phiếu để bỏ phiếu hay là người ta có thể bỏ phiếu khiếm diện, nhưng mà họp kín có nghĩa là chỉ có những cử tri ngay trong nội bộ đảng đó đến những địa điểm mà có thể là đảng cộng hòa họ tổ chức tại nhà thờ họ tổ chức tại một trường học đất thân cử tri phải đến đó bỏ phiếu chọn lựa ứng cử viên của mình và cuộc kiểm phiếu được diễn ra hết sức là đơn giản và diễn ra ngay lập tức tại cái địa điểm đó đó là cái căn bản của gọi là caucus và quý vị biết là caucus Tại Iowa nó diễn ra trong cái thời tiết hết sức là băng giá được xem là cái mùa lạnh nhất của Iowa, một trong những năm lạnh nhất của Iowa. Nhiệt độ là quý vị biết nó đến âm âm 4 độ, âm 4 độ F, độ F chứ không phải độ C, thưa quý vị. Nó nhiệt độ tê cấm và trước đó thì người ta dự báo rằng với cái nhiệt độ như vậy thì nó sẽ giảm lượng cử tri đi bầu cử. Đúng quả thật là như vậy. Bây giờ vào lúc mà Hương Nhân lên làm cái bản tin này thì có hơn 86% phiếu đã được kiểm và ông Donald Trump được xem là thắng long trời lỡ đất và các hãng truyền thông như là AP, như là CNN, như là New York Times hay là Fox News ngay từ rất là sớm thì họ đã tuyên bố, họ đã dự báo là ông Donald Trump đã thắng tại Iowa, thắng một cách dễ dàng. Và quý vị biết là năm nay vì thời tiết lạnh như vậy cho nên chỉ có khoảng 110 cho đến 120.000 người, tức là 110.000 cho đến 110.000 cho đến 120.000 cử tri đi bỏ phiếu họp kiến. So với năm 2000 so với năm 2016 là 187.000, năm 2020 nghe xin lỗi là 187.000 người, một con số hết sức là khổng lồ. Bây giờ đó, quý vị biết là chiến thắng của ông Donald Trump được xem là chiến thắng khá dễ dàng. Với hơn 86% số phiếu được kiểm thì ông Donald Trump chiếm là 50.9%. Ứng cử thứ hai là ai? Ứng cử viên thứ hai là Ron DeSantis. Hơn 21% và Nikki Haley thì chỉ có hơn 19%. Cho nên bây giờ tại vì chúng ta chưa có kết quả cuối cùng cho nên chúng ta chưa biết là ai sẽ về thứ nhì. Và Vivek Ramaswamy thì chú bị quý vị biết là lúc mà hương nhân lên làm bạn, lúc mà hương nhân đang trò chuyện cùng với quý vị thì Vivek Ramaswamy đã tuyên bố là rút lui khỏi tranh cử, tức là performance của ứng cử viên này tại Iowa rất là tệ, chỉ có hơn 7% mà thôi. Và quý vị biết như vậy, ông Donald Trump quý vị biết toàn bộ trong cái mùa bầu cử ở Iowa, Donald Trump chỉ có tổ chức sự kiện chưa đến 30 sự kiện vận động tranh cử được xem là rất là ít so với Ron DeSantis, so với Nikki Haley. Và thăm dò sau phòng bỏ phiếu cho thấy là ông Donald Trump đã giành được số phiếu của cử tri có trình độ đại học cũng như là cử tri không có trình độ đại học 65 phần trăm cử tri không có trình độ đại học cho biết là họ bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Donald Trump chiến thắng một cách rất là dễ dàng. Bây giờ chúng ta mặc dù chưa có kết quả cuối cùng nhưng mà chúng ta chưa biết là ai sẽ về thứ hai. Nhưng mà đây quả là một cái cú đau cho Ron DeSantis, cho Ron DeSantis nhiều hơn cho Nikki Haley. Lý do tại sao? Ron DeSantis đã nhận được sự hậu thuẫn từ thống đốc Reynolds rất là popular rất là được nhiều người dân yêu mến ở Iowa. Ron DeSantis đã tung tiền và của thời gian vào đây, quý vị biết là Nikki Haley cũng vậy, cũng đã tung vào nhiều nỗ lực kể cả tài chánh và vận động tranh cử thì Ron DeSantis còn nhiều hơn nữa. Và hai người này hình như Nhân nhớ không nhầm là Ron DeSantis là tung vào đến 22 triệu Mỹ kim cho Iowa nhưng mà kết quả thì không có được mỹ mãn. Và bây giờ tất cả đều đang hướng sang New Hampshire. New Hampshire là tiểu bang cũng hết sức là quan trọng và sẽ có cái bầu cử sơ bộ trong những tuần tới trong tháng 1 này. Và quý vị biết là tại New Hampshire thì bà bây giờ thăm dò cho thấy là bà Nikki Haley mà đang có lợi thế hơn ông Donald Trump mặc dù Donald Trump vẫn có thế mạnh tại New Hampshire. Liệu Ron DeSantis có bứt phá lên được ở New Hampshire hay không vẫn còn là một câu hỏi. Quý vị biết khi mà các cơ quan truyền thông mặc dù mới chỉ có 30% số phiếu được kiểm, 40% số phiếu được kiểm, các cơ quan truyền thông đã tuyên bố là Donald Trump thắng cử thì phải phía bên chiến dịch vận động tranh cử của ông Ron DeSantis và đồng minh của ông Ron DeSantis tỏ ra hết sức là giận dữ và bà bà đệ nhất phu nhân của Florida tức là phu nhân của ông Ron DeSantis đang có bài phát biểu thì vào lúc đó chiến dịch của ông Ron DeSantis nhận được tin là ông Donald Trump đã thắng tại Iowa Iowa là tiểu bang mà đã quay lưng lại chối bỏ ông Donald Trump năm 2016 và năm 2020. Hai lần và lần này có vẻ như Donald Trump cũng không có, không có chú tâm lắm đến Iowa nhưng mà ông ta lại thắng một cách rất là dễ dàng. Điều này cho thấy điều gì? Điều này cho thấy là Donald Trump đang được tiếp thêm sinh lực. Điều này cho thấy là rõ ràng sau ngày 6 tháng 1 năm 2021, sự nghiệp chính trị của ông Donald Trump gần như là tan tành sau cái biến cố ngày 6 tháng 1 khi mà ông ta được cho là đã dính dính dáng đến cái vụ bạo động điện Capitol khi mà hối thúc người ủng hộ tuần hành về điện Capitol kêu gọi đấu tranh cho đến cùng. Và chính vì vậy mà bây giờ ông dính tới cái bản truy tố của công tố viên đặc biệt Jack Smith về nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử. Và bây giờ với chiến thắng tại Iowa thì tiếp thêm sinh lực cho ông Donald Trump. Và quý vị biết là tối nay trước khi mà Hương Giang lên làm chương trình Hương Giang nói là Hương Giang chờ để xem bài phát biểu của ông Donald Trump. Và đây là bài phát biểu mà Hương Giang thấy là nó hơi lạ. Hơi lạ ở chỗ là lần đầu tiên mà trong suốt nhiệm kỳ của ông Donald Trump cộng thêm ký vòng tranh cử lần này thì đây là lần đầu tiên mọi người có thể nói là ông Donald Trump ông nói chuyện một cách hết sức là thoải mái lần đầu tiên không có chỉ trích các đối thủ của mình không chỉ trích Ron DeSantis không chỉ trích Nikki Haley mà còn ca ngợi họ nữa còn đưa ra những lời khen dành cho Ron DeSantis lời khen dành cho Nikki Haley và lời khen dành cho Vivek Ramaswamy Ông ta cảm ơn, cảm ơn hết tất cả mọi người và kể cả cảm ơn vợ của mình. Và lần đầu tiên thì Donald Trump mới công khai cái việc là mẹ vợ vừa mới qua đời trong cái đầu bài phát biểu vào ngày hôm nay. Và trong bài phát biểu Donald Trump cũng lặp lại cái agenda, cái chính sách của mình. Thứ nhất là giải quyết vấn đề biên giới và ông bảo ra hàng triệu người bây giờ đang xâm lược vào nước Mỹ tức là ý nói di dân, à, người nhập cư dân lậu đang đổ về biên giới và như vậy thì quý vị thấy là các nhà chiến lược gia họ cho rằng nếu như mà ai vừa ứng cử viên nào đó vừa thắng được ở Iowa mà vừa thắng được ở New Hampshire thì như vậy có khả năng sẽ cầm được chiếc vé đề cử trong tay và với cái chiến thắng một cách dễ dàng với một chiến thắng long trời lỡ đất của ông Donald Trump thì như vậy càng củng cố thêm cái vị trí là à, người dẫn đầu trong cái sân chơi của cộng hòa. Bây giờ chúng ta thấy là rơi rụng hết rồi. Bây giờ chỉ còn ba ứng cử viên nữa thôi. Không biết là ai sẽ về nhì bởi vì bây giờ chưa có kết quả cuối cùng. Nhưng mà ai về nhì đi chăng nữa thì cái cục diện vẫn là Donald Trump dẫn đầu và nếu như mà ông thắng tiếp New Hampshire nữa thì coi như là đây là vị trí có thể nói là Donald Trump cầm chắc trong tay còn Ron DeSantis và Nikki Haley bây giờ không biết là ai sẽ là vị trí thứ hai nhưng mà ai là vị trí thứ hai thì đều có quyền hy vọng mình sẽ là trở thành đối thủ duy nhất của ông Donald Trump trong cái vòng sơ bộ cuối cùng và trong cái đấu đá về vòng sơ bộ tại những cái tiểu bang khác và thưa quý vị hương giang tạm ngưng phần tin ngày hôm nay tại đây cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi kính chúc quý vị một buổi tối